Trang web xem lịch mở bán IDO của tất cả những dự án để không bị lỡ kèo và những nền tảng IDO nào có ROI cao. Các bạn vào trang chainbroker.io, bấm vào phần Upcoming, các bạn sẽ thấy danh sách những dự án sắp mở bán trong thời gian tới. Bấm vào phần Trending, các bạn sẽ thấy danh sách những dự án đang hot và được nhiều người nhắc tới. Các bạn có thể xem được dự án đang ở giai đoạn nào, ví dụ như Private, Public hay là Sale. Bấm vào trang Event, các bạn sẽ thấy nó hiện ra như một quyển lịch cho các bạn theo dõi là vào ngày nào thì dự án nào sẽ mở bán. Các bạn có thể tùy chỉnh tính năng như là ngày IDO, IEO, TGE hoặc là lịch unlock của dự án. Trang này còn có một phần là funds, là quỹ. Tuy nhiên thì mình thấy nó không chính xác 100%. Đây là danh sách các quỹ cũng như là ROI của quỹ này và portfolio, tức là quỹ đang đầu tư vào những dự án nào. Trang thứ hai là cryptorank.io. Trang này khá là phổ biến trong thị trường crypto, đặc biệt là phần IDO và IEO. Bạn bấm vào chữ Upcoming, bạn có thể xem được danh sách những dự án sắp mở bán IDO hoặc là IEO, mở bán trên trang nào, nền tảng nào, cũng như là vào ngày bao nhiêu, đều có tất cả những thông tin ở đây. Bạn vào phần IDO Platform ROI thì sẽ so sánh được ROI của những nền tảng IDO khác nhau. Ở đây có những nền tảng như GameFi, CityFi, RedKai, Starter, BSC Pad. Khi so sánh về ETH ROI cũng như là trend NFT game mình đang rất hot tại thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy GameFi đang đứng vị trí đầu tiên. Để so sánh ROI của những IEO platform là những sàn giao dịch thì các bạn bấm vào phần này. Danh sách những sàn như Binance, FTX, Huobi Global, KuCoin, v.v. Dựa vào ETH ROI thì các bạn có thể thấy Binance đang đứng ở vị trí top 1. Nếu bạn nào chưa quá quen thuộc với những nền tảng IDO thì các bạn bấm vào IDO platforms. Đây là những nền tảng IDO có tiếng trong thị trường crypto, ví dụ như DAOmaker, PokerStarter, RedKai, PSCPad, GameFi, CityFi, Page, v.v. Bạn có thể xem được ROI hiện tại và ROI ETH của từng nền tảng là bao nhiêu và TGE là số lượng dự án đã từng IDO tại đây. Còn đây là volume 24 giờ và market cap, vốn hóa của từng nền tảng. Nếu mà xét theo market cap và số lượng những dự án đã từng TGE thì hai nền tảng đứng đầu tại thời điểm hiện tại đó chính là DAOmaker và PokerStarter. Riêng cá nhân mình thấy thì hình thức đầu tư IDO và IEO khá là phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta có vốn nhỏ, nhưng mà nếu chúng được kèo ngon thì chúng ta có thể ít tài khoản của mình trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý hai lưu ý sau ha. Thứ nhất là nên chọn những nền tảng IDO nào uy tín để tham gia, có thể là ROI cao hoặc là market cap lớn và volume ổn định. Thứ hai đó là các bạn nên chọn những dự án nào mà đang hype cùng với trend của thị trường tại thời điểm hiện tại á, để khi mà IDO xong, khi mà list sàn á thì khả năng boom nó sẽ cao hơn bởi vì nó đang trendy. Tại thời điểm hiện tại thì mình đang thấy hype trend NFT gaming, như các bạn cũng đã biết là dự án scam và dự án permadeath bánh vẽ rất là nhiều, cho nên là chúng ta hãy nhớ đọc kỹ dự án trước khi đầu tư và xem cái dự án đấy nó IDO trên nền tảng nào nha.